Ê, trời ơi. Trời ơi. Mẹ vào cái phòng đéo có súng gì. Mình nhảy thượng được không? Chú. Chú. Thượng đéo có súng ta phải nhảy xuống dưới đó. Không không không, có thấy chú đu thẳng dù xuống dưới luôn á. Tao nhìn sân thượng không có súng, tao phải đu xuống á. Trời ơi, xuống thì mới thấy có súng hay không. Mẹ xuống vào phòng, có mẹ thấy mỗi cái cốp 8. Còn mẹ cày thật. Thằng mẹ uống mềm á, đấy. Nó bắn, chớ xong rồi nó bảo mình nhảy, không nhảy cùng mẹ. Mình phải chiếm cái thế thượng phòng chú ơi. Phòng mới mẹ bắn gà, bắn ngu, chết đi chết. Bảo đồng đội. Đông bắn không hết. Mẹ bắn chớ mà. Chớ đâu. Mẹ vừa kêu, ôi chớ xong. Ở trong ba con ấy, nhà trong ba con. Không thích. Bác ở bằng thang áo hồng. Nó đầu kho. Không kho. Nết. Không rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Kho con à? Chỗ đi tìm con à? Đã hết rồi. Con tìm đến trái rồi. Ôi, nhà cũng được. Mẹ ơi. Trên tầng 2 á. Đèn thế. Nhìn sang trái nó. Áo xanh mà anh. Áo xanh chết rồi. Mẹ con tụi trong nhà. Đấy. Mẹ ăn ly con. Rồi. Lúc lần nào chưa. Ui, có thằng đằng. Thằng chồng ba em. Cái này chắc hai thằng. Thế mày phải lùi hẳn đi. Không có thằng bên phải mày nó đến gần nơi đó. Mèo nhìn được. Nhìn được. Về. Đói máu. Đấy, đứng đây đẹp rồi này. Cái một thằng áo hông nữa nhỉ. À, chạy chơi chạy sao. Áo hông chạy sao. Chạy chạy đâu. Lên này. Anh hiu, anh hiu. Không có vào đâu. Nó bị táp, nó bị táp nốc rồi sao kìa. Có thằng bên phải nữa, có thằng bên phải, có thằng bên phải. Ôi giời. Còn một thằng đang bị nắp. Anh xả kia bò. Bên nữa.
Gần đây anh em ơi. Quái, gần hết chưa? Gần chưa? À, tiếp khắc. Gần nhá, đi đi. Ngay phải năm này. Năm nay đây sao? Cậu nói nghĩ được thằng nào? Cầm cây. Nó còn trái em gần đấy. Tới luôn. Lấy góc nó. Em không ngay dưới chân này. Gì đi. Đang bắn mất cái sổ dưới. Trời ơi. Đang bắn thì rút cái súng ra làm cái gì? Có bụng xế bên rồi bụng cho ít sao? Mất tiêu cái sổ luôn. Thôi mình đi không? Đi đến nơi an toàn hơn đi. Kệ mèo ui. Đó. Ừ. Có còn chuyện không? Môn cái cục đá này môn. Tao hoang cục đá chùm ba. Mò. Táp sao địt mà táp địt nữa. Táp sao địt mà lại mịt nữa. Ga như này bảo sao đập đập căng hen. Làm ăn gì? Ấy. Ấy. Mày à. Chú dùng. Mày à, trên này có bọn đẩy đến rồi. Lâm chú. Sau mình nhá. Không chịu được. Tiếp khoát để giết chết rồi. Có phải đi. Đừng cung lên, đừng cung thẳng. Trái kìa. Ngay trái. Gần rồi. Cái gì cơ? Ui. Ủa dây đó. Trái người ta. Trái. Mặt trái đéo tin. Ôi, một cái sọt phát. Còn hai thằng thôi. Dưới kia. Giờ top 2 thì em buồn cười này. Kinh lắm chứ. Làm cái tay mai tầng 1 hơn. Đi hãy đi xe kia. Giúp bắn chứ.
Trời ơi. Ôi. Của nó hở mỗi cái đầu chú ơi. Thì mày có thể là mày mẹ mày nấp sau xe được mà. Xe trôi. Ủa, xe trôi, nhảy xuống rồi xe trôi. Ôi, chắc là đấy cũng phải chầm máu đấy. Sấy được tao 2 tơn rồi. 20 máu. Tơn 1 té ở tơn 2 rồi. Tưởng tầm đấy thôi hết đạn đấy. Đợi qua cây. Sấy. Mày ai ngờ sấy mình chết trước qua cây luôn. Woohoo, số tầng 2 đây chú ơi, không gần. Đâu. Đâu gần. Mày đi đâu rồi đấy? Ủa, đi đến rồi. Đi coi. Thoát cả. Giật cả mình. Thấy rồi gì góc cả con cơ. Tao nốc ở một thằng ở đấy luôn đấy. Đá phơm nó. Thằng này bảo đi gần mà đi lâu. Ấy da, ngủ rồi. Ôi giời. Ok. Vãi cả thằng bô. Trời ơi, đá chú ơi. Mẹ mày. Chót. Bố mày report. Mẹ ma bị ban. Sờ chim. Nipping. Cụ mày. Bảo sao bớ được ba thằng, lòi thằng cuối đâu không thấy đâu. Thì ra là ảnh. Kéo quyền lắm.